Rồi, chào tất cả anh chị em nha. Đã hoàn thành một con máy. Máy ba lô dọn cực quá anh chị ơi. Đuối luôn. Sao không cán chút á. Tại vì cái máy đẹp thì không nói, nhưng mà lựa cái bộ dây này mà nó không có bị bể anh chị, nó khó như cái gì luôn đó. Cái dây thì nó không có bị nứt, thì cái là cần lắp thì nó thấy gốm, nó ngặt vậy đó. Cái ba lô nó ngặt vậy đó, bởi làm nó lâu đó. À, cái màu đẹp lắm anh chị ha. Anh chị cái màu này nó mới chắc nha, cái keo này nó mới chắc nha anh chị. Còn anh chị mà thấy keo bóng lưỡng á, cái đó là nó chóc nha anh chị. Về mà cái chai rẻ tiền em thiệt á, anh chị xịt vô mà nó chóc liền á nha. Nếu anh chị nào mà ở nhà mà xài máy anh chị thì em chia sẻ cách đó cho anh chị hiểu đó. Anh chị mình xài ở nhà thì mình cứ mua cái chai nào mà cỡ, tại em mua là tới 70.000 á, tiền ship là 100.000 lận. Cái dây sơn á, cái keo á là 70.000, tiền ship nó là 100.000 á anh chị đó. Anh chị mua 5 chai thì đỡ nha, 5 chai nó cộng thêm chút tiền ship nữa, còn một chai là nó tính 30, mà hai chai á, ai điện ra hai chai thì nó thêm mình như 40. Hai chai nó không tính thêm hết vậy, không biết tính thêm không em quên rồi, nhưng mà bốn chai nó tính thêm nha, tính thêm dạng thêm 10.000 nó cũng đỡ đó. Máy em dọn rất là liền lạc anh chị, nhìn quá trời đẹp nè. Ngoài dính nhớt, dính nhớt em sơn luôn rồi, chấm sơn vô rồi. Máy này nó whip thiệt chị ơi, ống xăng em thay ống xăng Thái luôn, định không thay trưởng gì mà thôi thay đi. Cái ba lô quá đẹp luôn anh chị, nó bạc bạc chỗ này một chút nè anh chị, nó còn cái ba lô này còn cũng được, còn mất điểm đi đó. Cái này em chưa gắn dây vô nha, này gắn vô thôi, nó còn liền lạc không thiếu nào luôn chị. Cái máy này nếu mà nhìn ra thì em chấm độ chắc cũng 5 nút, nhìn nó liền lạc thôi chứ bê tông nó cũng sọc ngang thôi chứ nó không mới mấy. Có mấy máy nhỏ em mới tin luôn anh chị, mà máy lớn là em bảo đảm không có máy mới tin đâu nha anh chị, hiếm lắm. Máy tin là máy hư, còn không hư thì nó cũ quá thì nó bấy luôn. Về dọn mát, có cái boe hơi móc móc nè anh chị, không zin nó đó anh chị, mà nó còn bóng nha đó. Cái này em không có sơn bóng gì, tại vì em áo keo là em áo một cái này thôi chứ em không có xịt tùm lum đâu nha anh chị. Anh chị nhìn cái màu của em là anh chị biết liền à. Còn anh chị xịt nè, ở bên xăng này anh chị xịt không dính đâu nha, không dính. Cái này cũng dính nhưng mà anh chị xịt mà anh chị không xả ra thì nó chóc, còn em mà phải xả em mới xịt được anh chị. Cái anh này anh cũng gành về máy móc xe cộ lắm chứ không phải thường đâu nha anh chị. Anh chị mà làm yếu là anh không lấy luôn á, không có con dây này nè, zin của nó luôn mà nó hơi quéo quéo đây một xíu nè anh chị. Ốc này á là ốc mới nè, ốc inox, mà con này em bao xài 50 năm nữa, có ốc inox nè, không tuôn găng, không bị gì luôn, không tuôn găng lóc, không tuôn ốc luôn, tại nó không, nó inox không có bám găng, bởi nó không hư ốc, không hư lóc nè. Ốc của nó giờ khè vậy nè anh chị, nhìn đã ghê không đó. Mà cái đời Vinh Quát này nó hay chỗ này là anh chị, bởi cái bố nó không kêu là gì nè, nó có cái lồng đền này nè, mà em tưởng nó không có, nãy em thấy nó xét xét, cái em lấy cái lồng đền mới em bỏ vô rốt cuộc hai cái lồng đền zin nó có nha anh chị, còn mấy cái máy khác là nó không có đâu nha anh chị. Nè, hai ốc này là em bỏ ra nè, còn ốc này là ốc đây nè, nãy em kiếm không ra đó, cái em lấy con ốc inox gắn luôn, nhưng mà ốc inox gắn đi cho nó không xét, chứ nó xét công, nó gắn ít thôi, đừng gắn nhiều, nhiều xấu lắm anh chị. Nè, cái mấy con này zin đó nè. Đó. Anh chị nhìn thấy đẹp không nè, cái tum này á, em đã áo một lớp chống móc rồi nha anh chị, em bao anh chị, nhưng mà anh chị nhìn nó đâu phải bóng lưỡng với gốm đúng không đó. Cái này là làm bằng đẳng cấp nha anh chị, nè anh chị nhìn thấy không, em bao anh chị là cái tum này không bao giờ móc nữa. Tại cấp đầu á ảnh kia em lấy tum này, nhưng mà anh chị nghĩ được cái máy bán ảnh 5 triệu bạc, mà cái tum gì rồi sao gắn vô, bán cái máy 5 triệu á mà gắn gì sao được. Đó. Nó giỡn hơn nha anh chị, bán máy 5 triệu chắc con quỷ mua luôn quá. Nè anh chị thấy nào, lựa cái ống dây phải đẹp gì nè anh chị, đóng mắt in cho băng nè, thấy không? Cái gì chứ cái dây này cây nào cũng đóng cho băng anh chị ơi, thường tao quay vậy thôi chứ không có cái dây nào mà không đóng cho băng hết á.
à, cái chốt gài này nó hay gì nè anh chị. À, lấy ra con tay xong đấy, con tay mà bên đây điều này dễ hơn nè, gài nó hay ở chỗ này nè. À, lấy ra ha, nhưng tự động anh chị, nó tự động nè, đút vô, đút vô, đút tay thôi, khỏi cần kéo ra cho nó nè, bấm nó à, hay chỗ đó đó. Cái này cũng giống vậy luôn anh chị, nhưng mà cái chỗ này là đặc biệt, cái miếng này là zin đó nha anh chị, zin nó, em mới chích keo sắt đây nè, rồi nó chảy tùm lum nè, khó chích keo sắt anh chị, chứ giờ bỏ miếng này nó xấu lắm nha anh chị. Để miếng zin lại ha. Cái này nó hay lắm anh chị, nó xây được vòng tròn luôn nha. Còn thường cái kia là xây xây tới có một chỗ cuối nó bị đứng lại, nó bị xuôi dướng lại, còn này là nó xây vòng tròn luôn đó nè. Còn cái ga hệ là bên em nè, à, anh chị cứ thấy cái ga này là biết cái máy bên em làm rồi đó, sản xuất rồi đó, không? Đó, anh chị thấy bỏ tay bóp này lại, giữ lại, đó, anh khách nhớ để cái này nha, đó, bóp giữ lại, muốn ít thì giữ ít, muốn nhiều thì giữ nhiều, đó, không? Còn bình thường lên bằng ngón cái được rồi, công tắc gì nó nằm đây luôn nha anh chị, đó, ổ cần này không phải cần vừa đâu nha anh chị, cần CZY. Ủa, Isaki chứ lộn, em nói qua xe Honda anh chị, em nói với xe Thái á, xe XI á, chiếc xe mà giống chiếc GS á, xe của Thái á, em nói lộn không? 317 luôn, là bộ cần của VinWatt đó anh chị. Chị thấy cái đầu bò đẹp không? Quá đẹp trai luôn. Đẹp trai hơn chú bán với số nữa không? Đó, test cho anh chị xem. Cái này nhớt này là nãy em nhỏ vô đây nè anh chị, em nhỏ vô cho hết trơn anh chị. Kỹ lắm, máy em làm kỹ lắm, chứ máy của em là hơi gấu lắm, máy qua bán là phải kỹ anh chưa, giật cho lực nặng. Ừ, chỉ biết luôn anh chị, không? Đẹp thế không? Đây, test. Em chưa vô máy bò nha, để em vô máy bò. Cái tay này không phải do máy này đâu anh chị, của cái máy Tanaka mới tin bữa đó. Khách anh cắm rồi quấy được cái đó luôn. Cứ máy mà anh khách mà, khách nào mà chấm trước cái nào là em lấy hết. Chừa cái máy lại thôi anh chị, chứ lấy hết trong máy không được. Quá huyết quá đẹp luôn. Máy này xuống mà anh khách không bo 5 xị nữa thôi luôn chứ. Nhìn cái máy này là đáng luôn. Ảnh mua cho ông chắc ông và vợ. Rồi, quá đẹp luôn. Anh chị nhìn cái đầu bò nè, em rửa mới tinh luôn. Đừng nói là cái này không phải là chưa chạy đâu nha anh chị, cái này là em rửa đó. Đó. Có chỗ này nó hơi xét xét nè anh chị ha. Xét. Ha. Chén đẹp ghê không? Chống con cỏ luôn, chút em thay ốc khác ha. Ốc này không có đâu. Tại em để nó ở đây thôi chứ chút phải thay ốc khác á. Rồi, mùi ngoài quá quyết. Dọn con máy 3 ngày luôn. Rồi, thôi anh chào nha.